cái tay này mình đu, mình đu xuống mình không quay chứ mình ngồi xuống được mọi người, tại cái đầu gối mình bị quay sơ sơ cho mọi người xem nè. Đó, thấy không? Bên đây nữa nè. Đó. Bị chạy hai đầu gối đó, nó đang kéo da đó, mình không xuống có được. Nó nứt da đau quá. Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Thì bữa nay mình cho bồ câu của mình ăn hơi trễ mọi người, tại lý do là hôm nay mình nghỉ ở nhà, mình bị té xe, mình chưa đi làm được. Hai mặt mày tay chân nhà te tua hết mọi người, nhưng mà mình không có quay lên đây được. Quay đây giờ tại YouTube nó không cho quay mấy cảnh máu mè đó, nhưng mà mình cũng làm theo rồi đó, mọi người thấy sơ sơ thấy không? Đó, mình có đăng trên Facebook của mình đó, mặt ngoài tay chân mình te tua đó rồi, chứ sợ hơi quay lại đây mọi người nhìn thấy ghê ghê đó. Mình hôm nay mình nghỉ, mình té bữa chủ nhật, nay là thứ năm rồi, mình nghỉ hôm nay mấy bữa rồi chưa đi làm được, tại đi tại mình mẩy tay chân mặt với hai cái đồ gối với mọi người đi lại khó khăn đó. Hôm nay mình cha mình cho bồ câu ăn mà nay mình đi cà nhắc được mình nên mình ra mình cho bồ câu ăn đó. Đã thấy cái con này đẻ rồi mọi người, cái cặp này nè, bữa mình mua của cái em trai mà mua trên em Vũ á, trên nhà em Vũ thì lứa đầu tiên lên cầu luôn mà bị sát á, thì cái em này mua về tháng mấy vậy mà nó không đẻ, rồi mình mua về mình nay đẻ rồi nè, đang nằm ẩu á. Cái giò mình không có leo lên cao được, quay trứng mọi người xem để coi giờ lên cái nó có ngóc ngóc vậy không cho mọi người xem trứng này. Đó, mình không có leo lên được, cho mình đổi cho vú ấp, mình để cho tự ấp luôn được, không được thì kệ nó, đợi mình bình phục lại đi mình tính tiếp mọi người. Giờ mệt mỏi đau quá, có em trai kia mua hai cặp xè, cặp xè đen này, xè đen này là xè sinh sản, với cặp xè trắng tơ này ở Phú Giáo Bình Dương á, mà mình chưa có đi giao được tại mình chưa có chạy xe được á, em không có đi gửi được, chờ giờ nào đi được thì mình gửi cho em đó. Đây thì mình còn một cặp xe trắng sinh sản đó, với một con xe lẻ, và không có cặp xe trắng kia nữa mà mình giao cho cái anh xe ở gần rồi. Với bữa mình mua của cái chú trên Sài Gòn mà cặp kinh vàng kiện 2019 mà chú tặng cho mình con một mắt này mọi người. Thì mình có bán cho cái em trai đó ở trên Cây Lậy, thì em mua về em nuôi thì nó đẻ luôn rồi. Rồi em nói với mình là em thấy đập cậu hai lần à, này em không chịu, thì em đòi đổi lại với mình, rồi nói đợi nào mình đi lại được đi thì mình đổi. Thì em nói giờ em nghỉ thì em chạy xe xuống mình em đổi luôn, mình gửi vị trí qua cho em rồi em đổi em bắt cái cặp kinh đỏ mà con trống một mắt á đó. Đó em bắt cặp kinh đó thì em đem xuống cho mình lại cặp này, cặp kinh vàng đó. Lại quay về với mình đó. Em nói em thấy đập còn hai lần em chịu mọi người. Cái này muốn đập nào đập, mình biết đâu mình canh, như đợt lâu mình cái clip trước mình có quay mà cái bà cô trên Sài Gòn mà kêu mình quay được cái clip nó đạp cầu á, cô mới mua đó, mà mình đi làm á không đầu canh, tới chừng thấy nó đạp thì quay không kịp, giờ thôi là cô không mua rồi mình để lại đó, thì ra cầu một cặp luôn đó, thì bố mẹ mình bán cho em trai điện lực rồi, này cặp này cũng đầu gấu nè. Còn cặp này thì em mua ở em trai ở Cần Thơ, mua cặp bố mẹ với hai cặp con, cặp
cặp con tơ với cặp con này mà không ăn mọi người, là trên em trai đã báo mình là đút không đó, thì về mình cũng về mình cũng đút nữa, nó bỏ không ăn, mình bỏ cho nó không ăn mình cũng đút. Rồi mấy bữa mình té xe á thì mình đâu có đút được đâu, cha mình cho ăn rồi kêu cho mình bắt thả chung vô đây nè, rồi giờ nó thấy mấy con kia mổ ăn nó tập mổ ăn theo luôn nhá, nó cũng tập mổ ăn rồi mà nó mổ ăn còn ít, nhưng mà nó mới tập ăn nên nó không được bự như mấy con kia mọi người thấy không, nó không bung thành bằng, nó còn ốm. Còn cặp đứa tơ nè, đứa tơ này mình cái tay này mình đu xuống, mình không quay chứ mình ngồi xuống được mọi người, tại cái đầu gối mình bị quay sờ cho mọi người xem nè, đó thấy không, bên đây nữa nè, đó bị chạy hai đầu gối đó, nó đang kéo da đó mình không xuống có được, nó nứt da đau quá. Này hổm này lâu rồi không quay mọi người xem, này đi cả nhắc được, quay tiếp cho mọi người xem. Này con tiger, con mọi người, con cặp tiger nè, thì ta đang nuôi con này chắc mốt ghi ra máu tiger quá, ta mạo tiger quá. Tại thường thường đó con đen và cái mỏ nó sẽ đen, còn cái con này mỏ nó khúc đen khúc xám xám giống nó bong bong mọi người. Này chắc bốc ra tiger đó, nhưng mà tiger mình hy vọng con lẻ kia của mình á, chứ con này là con chống con máy đúng cặp ghét vô luôn đó con đó đó. Còn cặp banh ra được cặp con rồi nè, mình được cặp bánh con nhưng mà biết ăn mình bán nha mọi người, ai có mua thì mốt liên hệ mình, kết bạn Zalo của mình, chúc mình để số điện thoại của mình lên trên cái màn hình này nè, hay đi cả nhắc đau quá mà ráng quay người xem. Đây còn cặp tỏ, cái cặp này mốt ai mua mình bán nè. Con đỏ con vàng, rồi cặp vàng này đẻ ăn trứng rồi nè mọi người, cặp vàng này mua, dạ đồng cái giấy đâu á, cặp vàng này mình mua của em Vũ nè, đẻ ăn trứng nè, bữa bà chị kia bảo Phú Yên mà hỏi mua cặp mon này với con mon lẻ kia là ba con bữa mình có đăng bán á, ba con này với mình với chị đã mua cặp tiger đó mình không bán, chị đã mua hai cặp kinh vàng đẻ rồi mình không bán luôn đó, rồi cuối cùng chị nói thôi bắt ba con ngon cũng được, rồi rốt cuộc không có xe gửi mọi người, tại chỗ mình là ở dưới huyện á, là chỉ có xe đến xe miền Tây thôi, mà chị kêu gửi đến xe miền Đông mới có xe ra ngoài Phú Yên đó, thì mình gửi không được rồi thôi không có giao dịch được luôn. Cặp này sắp đẻ tới rồi, hổm mình thấy chín lông 10 lông là bắt đầu nó chuẩn bị đẻ rồi đó, tùy theo con đẻ sớm đẻ trễ, con nào đẻ sớm thì đẻ, nào đẻ trễ thì nó chậm hơn chút đó. Cặp này nay bung hình này nè, nay tướng đẹp rồi nè, ẩm tướng không được tròn, nay tròn rồi nè, bây giờ đứng lâu đào quá. Cặp tiger này nó nuôi con titan, kệ để cho nuôi cho nó dưỡng luôn, thì con titan bự làm bắt ra cho nó đẻ lại, chứ giờ bắt là đẻ lại mọi người, giờ mình cho tự nhiên hết luôn, chứ giờ chân mình đau quá là mình đau, không có canh mà vú nào cùng ngày đồ được mình đổi nó, giờ mình cho nó ra được nào ra. Con cặp tiger nè, tiger này bữa cân ký 8 là giờ không biết có lên nữa không, con chín lạng cho bá luôn đó, giờ titan cũng một lần mọi người, đây titan biết mổ ăn nè đó, mọi người thấy đó, con đang tập mổ ăn thấy không, rồi trên đây nè,
Con Titan biết mổ ăn luôn nè. Nó leo lên nằm với mẹ đó. Ở trên đây cặp cũng biết mổ ăn nữa nè. Đó là ba cặp rồi đó. Ba cặp. Đây một cặp nữa. Bốn cặp, cặp này chắc tầm 2 tháng trở lên rồi. Đó một cặp nữa, cặp con cặp đó cũng tầm 2 tháng trở lên đó, năm cặp. Bữa có một cặp kia em trai ở bên Bến Tre, Châu Thành Bến Tre qua mình bắt cặp rồi mọi người. Đấy, trời ơi, tiền bắt một cặp 150 giờ cái tiền xăng chắc cũng cả 100.000. Em nói tại em thích nên em qua bắt một cặp gì nuôi chơi rồi. Còn cái cặp mon này thì bữa của anh Thích Trang đưa mình á, dễ đẻ trứng rồi sao không biết. Lúc trước á thì cái con này rượt con kia, rồi sau cái đẻ xong á rồi cái con kia rượt cục con này, rồi mình bắt mình nhốt riêng luôn, mình để rượt hết tội nghiệp đó. Nhốt chừng nào hai con chịu mình thả vô tiếp. Rồi thôi, lâu lâu quay cho mọi người xem cho đỡ buồn, với lại thông báo mọi người là cái cặp kênh vàng đó mình mua của em trai đó nuôi hoài không đẻ, cho ăn ăn đồ dữ luôn mọi người, cho ăn ngũ cốc luôn mà cũng không đẻ, mà về mình thì đẻ đó. Rồi thôi, mình kết thúc clip tại đây nha mọi người, xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.